Dạ Vũ Mai Chích Chè Bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì em giới thiệu với chúng ta đây là một cái lô giảo Thủ Đức liền cốt gần 3 mùa cả nhà. Phải nói là cái lô này cây nó rất là xum xê, cụ nở và nụ rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem cây nhé cả nhà. Đây, cả nhà nhìn nè. Lô này phải nói là tuyệt vời luôn. Cũ thì đa số là cụ nở liền cốt 100%. Nụ thì thôi khỏi phải nói, cái lô này nụ rất là dữ luôn. Cành cốt thì rất là xum xê cả nhà, chiều cao tầm khoảng 45 cho đến 50. Đây cả nhà nhìn cái cây nè, nó to đùng như thế này luôn ha. Mà em bán giá chỉ có 190.000 một cây thôi cả nhà, bao nụ cho chúng ta luôn ha. Hàng này là hàng chơi Tết 100% nha cả nhà ơi. Đó, nụ quên nè. Trời ơi, quơ sơ thôi cả nhà cũng thấy nụ quá trời luôn ha. Và những cái củ nữa nè. Đây, cái củ nó rất là nở. Đây. Đó, cả nhà nhìn ha, rất là nở luôn nha. Đa số là củ nở không nha cả nhà. Và lô này chúng ta chơi xong mà chúng ta có đất chúng ta trồng xuống thì những cái củ này mai mốt nó sẽ nở ra rất là dữ luôn. Đó, đây ha, cành nhánh rất là xum xuê, cao từ 45 cho đến 50 nha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn nè. Đó, rất là đẹp. Trời ơi, cái củ này cả nhà liền cốt hết trơn rồi ha. Ở đây, rất là đẹp luôn. Rồi, lô này giá chỉ có 190 thôi nha cả nhà. 4 cây chúng ta được bao phí vận chuyển luôn nha. Đây, trời ơi, nụ nè cả nhà nhìn nè, rất là dữ luôn ha. Đó, đây, nụ đeo đặt hết luôn nha. 190.000 một cây. 4 cây bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta và 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Rồi, ngoài cái này thì em sẽ có một cái lô cúc thọ hương dạng ở trong cái chậu này, chậu cái bần nha cả nhà. Thì lô này em có rất là ít, không có nhiều. Ngày hôm nay thì em bán với chúng ta giá là 600.000 một cây. Trời ơi, cả nhà nhìn cái cây nè. À, em lo cho cả nhà mình sẽ đây, dạng này là dạng thọ hương để bàn á. Thọ hương này là thọ hương đã vô dây chỉnh sữa hết nha cả nhà. Đó, đã vô dây chỉnh sữa hết. Em có hai luống này tầm khoảng 100 cây thôi ha. Rồi, lô này em bán với giá là 600.000 một cây nha cả nhà. 600.000 một cây, chiều cao tầm khoảng 60cm đi lên hết nha. 600.000. Rồi, hai cây thì chúng ta sẽ được bao phí vận chuyển luôn. Rồi, cái này đặc biệt, cái này là em gửi chậu cho chúng ta luôn nha. Đó, gửi cái chậu này đi cho chúng ta luôn nè. Đó, cả nhà nhìn thấy rất là đẹp ha. Rồi, ai thích hay alo cho vườn mai của Chích Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Trời ơi, đây có cái hoa quá trời đẹp luôn nè. À, đây, đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì xin hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn mai nhà em nha. Vườn mai nhà em thì trên dưới 50 loại mai nha cả nhà. Mai chơi Tết, mai làm giống. À, tất cả các cái loại mai hit hot hiện nay như tiếng mua bông chùm, cúc bạch mai thì bên em vẫn có nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà nha cả nhà ơi.